Vâng, và tiếp tục em làm video khui hai thùng xốp là con Đờ Nông 3500G và một con CD dòng cao cấp của Đờ Nông, đó là 2N X13 La Mã cùng thùng xốp. Thì các bác biết những dòng 3500 thì nó cực kỳ khủng rồi nha các bác, có quần nó khủng và âm thanh nó gì qua rồi là tuyệt vời ở phân khúc giá, và trưng bày thì tuyệt đẹp, nó là cực kỳ nặng như một cam ly đó, gần 25 kg nha. Còn con X13 La Mã thì dòng này thì quá nổi tiếng rồi, dòng 2N tích hợp DA 16 kg 6 nguyên thùng, hàng đấu mạng Nhật về, còn giấy tờ đầy đủ cho các bác nha. Đấy, rồi giờ em sẽ khui và bê nó ra nha. Thì em báo giá luôn thì con 3500G hàng thùng xốp thì nó giá là 16.500.000 bao gồm phí ship, và con X13 La Mã của Đờ Nông luôn thì giá là 20.500 đã bao gồm phí ship. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem vỉ điệp khi em nó rời thùng. Bác nào lấy thì cứ alo cho em chiến qua hai số điện thoại trên. Thì về phương thức mua hàng thì các bác cọc tiền hay là chiến khoản đủ gì cũng được, chiến khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000, còn cọc tiền thì cọc 2 triệu trở lên nha các bác. Rồi, và hai em hoa hậu thùng xốp đã ra khỏi thùng xốp và mời các bác cùng một chiêm ngưỡng nha. Đây là phụ kiện catalog khiển dây nguồn và cái bì thư hóa đơn gì bán hàng ở trong cái thùng xốp. Và con qua con 3500G thì catalog và khiển theo máy. Đấy. Đây, về vỉ điệp thì gọi là chấm hết rồi nha các bác. Ba ngàn năm trăm gold, 16.500.000. Nhưng con này thì đạt hết tiêu chí là nghi hay và trưng bày với con là số 1, phối ghép với những om ly đời mới và đời cổ đều ok, tại vì nó mang một cái trang bị là cái vỏ piano cực kỳ là sáng bóng và sang trọng như thế này. 16.500.000 và con X13 La Mã này thì là 20.500.000, là dòng 2N cao cấp tích hợp DA mới tin nha các bác. Phía sau thì con X13 La Mã nó chỉ có dây nguồn này, đường AV, đường quang, đường DAC. Đây, và con 3500G, em mời các bác cùng ngắm luôn. Trang bị con quang, coaxial, đường AV ra, đường 35, đầy đủ hết. Rồi sau đây em sẽ cắm điện vào test để các bác xem. Nó điện áp 100V nha các bác, 100V nha. Hàng nội địa của Nhật. Có đĩa hết trong này rồi nha các bác. Này em đã test hết rồi. Đã nhận bài và đọc bài. Những dòng này đều sử dụng master nên là tốc độ đẹp như Sony vậy nha các bác. Rồi em sẽ đi vào con 3500V trước nha. Đấy, tốc độ đẹp siêu nhanh. Hàng bên đây cũng có những con không thùng cũng đẹp long lanh cành đào hết nha các bác. Cái giá nó là 15. Còn con này là con hàng thùng xốp, hàng sưu tầm nên là giá nó cao hơn. Cao hơn là về cái còn thùng xốp nó đưa về tiền cước cao, và thứ hai nó hàng xốp nên là họ bán với nó cũng cao hơn so với hàng không thùng nha các bác. Tuy độ đẹp nó như nhau, cũng là xuất sắc và là long lanh, tiền đẹp tuyệt vời. Rồi, con này là quá rồi, tới em này nha. Cũng em nó cũng đang đọc, cũng ráng chạy theo em kia. Những con này thì các bác vừa nghe nhạc CD nó quá là hay nha các bác, và nghe nhạc YouTube qua cổng quang, tất cả núm núp này trắng tròn và bằng chóe luôn nha, bằng khè luôn. Là cái adapter để mình chuyển qua optical hay là coaxial này các bác. Đấy, chuyển cơn đó, chuyển cầu vào, volume và out. Rồi vậy thôi, thì bác nào lấy thì alo cho em. Đặc trưng dòng ba con này cơ ra nhị nhà, hai em đều ra nhị nhà. Rồi bác nào chốt thì alo cho em qua hai số điện thoại trên 0978338 14 hay là 0965770277, và nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Nút đăng ký ở góc phải màn hình nha các bác.